Xin chào các bạn, rất vui khi quay trở lại Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách xóa gạch đỏ trong Word Trước mắt các bạn đây chính là phần soạn thảo văn bản ở trong Word Thì các bạn có thể thấy rằng ở dưới chân có những cái chữ gạch đỏ như thế này Thì nhìn rất là rối mắt Thì làm thế nào để chúng ta có thể tắt những cái gạch đỏ đi và chúng ta xóa đi Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Đầu tiên thì các bạn vào vào cho mình Các bạn vào cho mình phần, phần file này đó, sau đó các bạn chọn mình option nhé rồi sau đó các bạn chọn mình phần Profing này Sau đó các bạn kéo xu xuống, xuống bên dưới Các bạn Vào mục này này When Đó Các bạn tắt tất cả dấu tích đi nhá Các bạn bỏ hết dấu tích đi Sau đó các bạn ấn OK Đó Thì tất cả những gạch đỏ nó bị biến mất Sẽ được biến mất Đó Nhìn rất là dễ và sáng sủa đúng không ạ Đó Ok Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách xóa gạch đỏ trong Word các bạn có thể dùng phương pháp này để xóa các cái dấu gạch đỏ ở trong Word mà khi chúng ta soạn thảo văn bản, chúng ta sẽ lần đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải những cái trường hợp như thế này thì chúng ta có thể uh, xóa được cái gạch đỏ đó đi và chúng ta nhìn uh, chính xác hơn những cái dấu chấm dấu phẩy cũng như các cái chính tả. Đó thì chúng ta soạn uh, thảo nó cũng thoáng hơn và đẹp hơn và đỡ rối mắt. Đó. Ok. Hy vọng rằng clip này sẽ giúp ích phần nó cho các bạn. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích hãy cho mình một like và đăng ký kênh và ấn quả chuông bên cạnh để giúp mình có thêm những động lực để có thể chia sẻ với các bạn trong những video hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn, chúc thành công.